Hi, chào mừng mọi người trở lại với kênh Top 5. Đặc biệt một cái trong video ngày hôm nay thì Ly sẽ so sánh giữa dòng Honda Sonic và dòng Suzuki Sachin F150 nha cả nhà. Thì hai dòng này thì đang rất là hot trên thị trường hiện nay đối với dòng kiểu dáng Hipper Underborn nha cả nhà. Thì hai cái dòng xe này thì một dòng là của nhà Honda, một dòng của nhà Suzuki, thì nó chắc chắn nó sẽ có rất nhiều điều khác biệt luôn nha cả nhà. Thì trước tiên thì mình sẽ phân biệt từ cái đầu xe đến cái đuôi xe cho nó dễ ha. Thì đây nè, mọi người có thể thấy nè, cái dòng của dòng Honda Sonic thì nó sẽ có một cái đèn led là nhìn nó góc cạnh hơn nhiều ha. Đó, nhìn góc cạnh hơn nhiều nè. Còn Suzuki Sachin thì cái đèn led nó nhìn nó sẽ mềm mại hơn ha. Mềm mại và nhìn nó tròn trịa hơn. Và đặc biệt một cái nữa, hai cái dòng này thì nó không có khác nhau nhiều về kiểu dáng cũng như là ngoại hình, thì nó chỉ khác nhau về một số chi tiết trên xe thôi. Mình sẽ rất là dễ phân biệt của cái dòng xe này. Nếu như ai đã từng đi những cái dòng xe này thì có thể nhìn và phân biệt rất là dễ dàng luôn ha. Và thứ hai cái nữa là nó sẽ dòng Sachin này cả nhà, thì nó sẽ có cái cốp trước ha. Đây, cốp trước này thì mình có thể để điện thoại nè, bóp này, cũng như là cái giấy tờ nhỏ nhỏ thì có thể để cốp trước ha. Đó. Còn bên cái dòng Sonic thì nó lại không có nha cả nhà. Dòng Sonic thì nó xô xuống luôn, nó sẽ không có cái cốp ha. Đây, hai em này thì mọi người có thể thấy là cái màu sắc thì nó đang là nhìn rất là hòa hợp luôn đúng không? Bởi vì màu đỏ trắng hết, nhưng mà một em là Sachin đỏ trắng màu 3D và Sonic đỏ trắng màu zin nha cả nhà. Mâm thì vẫn là mâm zin nha cả nhà ơi. Đó, mâm zin nha. Và đặc biệt một cái nữa là mặc dù là hai dòng kiểu dáng nó giống nhau và cái phân khối nó cũng tương tự nhau, nhưng mà Sonic của nhà Honda thì giá nó sẽ nhỉnh hơn một chút nha cả nhà. Rồi, còn cái về em Sachin thì cái nước đề thì nó sẽ bốc lửa hơn, mạnh mẽ hơn. Và cái đuôi của dòng Sachin thì về cái đuôi sau thì sẽ nhìn nó sẽ tròn trịa hơn nè. Đó, nhìn nó tròn trịa hơn nha cả nhà. Đó, cái đuôi thì nó sẽ như cái đèn hậu thì nó sẽ nhô ra như thế này, nhưng mà riêng của dòng em Sonic thì mọi người thấy là cái đuôi nó vuốt thẳng lên luôn ha. Vuốt cong ra đằng sau và nhỏ hơn. Nó nhìn thì mình sẽ tạo cho mình là nhìn thấy là cao hơn một chút. Đó, rất là đẹp luôn cả nhà. Hai cái dòng này đang rất là hot luôn. Một kho cái để nói về cái kiểu dáng và cái phân phối nó đã không khác nhau rồi, thì chắc chắn nó sẽ khác nhau về thứ nhất cái kiểu dáng của dòng Honda Sonic này nè, thì nhìn nó sẽ mạnh mẽ hơn. Còn của Sachin này thì nhìn nó sẽ thể thao hơn nha cả nhà, rất là đẹp ha. Và cái giá hiện tại của nó trong cái tháng này của dòng Sachin thì nó khá là mềm luôn cả nhà ơi. Sachin này thì mọi người có thể không có thể phân biệt được là chính hãng hay nhập khẩu đúng không, mình thì mình có thể cái này là đã tích dòng chính hãng đã tích hợp vào đèn vào bên trong rồi nha cả nhà, nó không còn hai cái đèn ngồi ra nữa, nhưng mà vẫn là dòng chính hãng nha. Còn dòng nhập khẩu thì nó sẽ có cái bảng tên nhìn tương tự như Sonic vậy đó cả nhà, rất là dễ phân biệt luôn ha. Rồi, còn giá đi báo giá em này cho cả nhà ha. Giá dòng chính hãng này thì giá nó đang là 46.500, đã bao gồm màu sơn, chưa bao gồm lăn bánh và phụ kiện trên xe ha. Và trên xe thì Ly đã có lên một số phụ kiện và đồ chơi xe rồi, thì nó cũng không có nhiều đâu cả nhà, chỉ là một số cái cần thiết thôi nha. Đó, rất là đẹp luôn nè. Và ngoài những cái đồ chơi xe này ra thì bên Ly còn đầy đủ tất cả các màu khác luôn. Và cũng như là cái màu zin của dòng này thì bên Ly có đầy đủ luôn nha cả nhà. Màu zin và tem mới 2023 thì đều đầy đủ luôn. Còn em Honda Sonic màu trắng đỏ này nè, Ly thấy mặc dù cái màu sắc thì nó không có nổi bật, nhưng mà rất là nhiều người ưa chuộng cái màu sắc này luôn cả nhà. Rất là đẹp ha. Đó, nhìn có thể mọi người không thấy, những ai mà chưa đi xe nhiều về cái dòng, chưa hiểu rõ về nhiều cái dòng này thì có thể không phân biệt được là dòng nào Honda, dòng nào Sonic và dòng nào Sachin nha. Còn dòng Sonic màu trắng đỏ này á, Ly chưa thấy lần nào mà nó giảm rất nhiều so với tháng này luôn. Bởi vì những tháng trước nó lên tới tầm khoảng năm mấy, gần 60 ha, mà tháng này nó rất là mềm luôn cả nhà. Giá nó chỉ có từ 49.500 cho tới 51.000 tùy màu nha. Còn cái màu trắng đỏ thì giá chỉ có 49.500 thôi, là êm luôn. Giá rất là phù hợp với túi tiền của mình ha. Và trả góp á thì riêng cái dòng Sonic này trả trước từ 10 triệu, còn dòng Sachin thì mình chỉ trả trước 7 triệu thôi là mình lên xe về ngay trong ngày rồi nha cả nhà. Và cái thủ tục trả góp thì đủ 18 tuổi trở lên là có căn cứ công dân gắn chip nha. Nếu mà mọi người muốn tham khảo nhiều màu xe hơn của hai em này thì cứ inbox cho Tiffany theo số điện thoại 0703465648 thì Ly sẽ hỗ trợ tư vấn cũng như là giảm giá xe từ 1 tới 2 triệu khi ở nhà tới cửa hàng ha. Số đó cũng là số Zalo chính chủ của Ly. Mọi người muốn tham khảo nhiều màu xe hơn thì cứ inbox trực tiếp qua Zalo cho Ly nha. Ly sẽ gửi toàn bộ hình những cái mẫu xe này qua cho cả nhà tham khảo ha. Nếu mà mọi người muốn Ly review hoặc là so sánh giữa cái dòng xe nào mà mọi người đang phân vân thì cứ bình luận dưới video hoặc là gọi trực tiếp cho Ly nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye.